Hòa Liên xin kính chào quý vị khán thính giả đang đến với chương trình Good Morning Washington DC sáng thứ hai ngày 27 tháng 2 năm 2017. Kính thưa quý vị, chương trình sáng hôm nay được mở đầu với bản tin quan trọng trong ngày. Tiếp theo là IV News với chủ đề những nhận định của tướng McMaster về các sai lầm trong chính sách quốc phòng của Mỹ. Để mở đầu, Hòa Liên xin kính mời quý vị theo dõi bản tin quan trọng trong ngày của SBTN Washington DC. <laughs> Mở đầu là phần tin Hoa Kỳ. Một nhà hoạt động cấp tiến được bầu làm chủ tịch của Ủy ban Đảng Dân Chủ Quốc gia sẽ phải đối phó với chủ trương cực hữu dưới thời Tổng thống Trump. Đảng Dân Chủ đã bầu cựu Bộ trưởng Bộ Lao động Tom Paris, một chính trị gia kỳ cựu dưới thời Tổng thống Barack Obama, làm tân chủ tịch với nhiệm vụ khó khăn là xây dựng lại và lãnh đạo toàn đảng, đoàn kết trước những thách thức từ chính quyền của Tổng thống Donald Trump. Ông Tom Perez, xuất thân từ một gia đình di dân Dominican, từng được xem là nhân tuyển hàng đầu trong liên danh tranh cử của bà Hillary Clinton, đã chiến thắng đối thủ là dân biểu Kate Ellison, đại diện của tiểu bang Minnesota trong vòng bỏ phiếu thứ nhì với tỷ lệ 235 trên 200. Dân biểu Kate Ellison, vị dân cử Hồi giáo đầu tiên được bầu vào Hạ viện, là người được Thượng nghị sĩ Bernie Sanders hậu thuẫn mạnh mẽ. Ngay sau phiên bỏ phiếu của Hội nghị Đảng Dân Chủ, cả hai ông Barrett và Ellison đã nhanh chóng kêu gọi toàn đảng cùng đoàn kết. Thể theo lời yêu cầu của ông Barrett, phe Dân Chủ đã bổ nhiệm ông Ellison làm phó chủ tịch đảng. Cả hai ông đều đồng lòng cam kết sẽ tập trung vào nỗ lực xây dựng lại toàn đảng để chuẩn bị cho cuộc chiến khó khăn giành lại đa số ghế trong quốc hội trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào năm tới. Phát biểu trước cử tọa sau phiên bỏ phiếu, tân chủ tịch đảng Tom Barrett tuyên bố Chúng tôi là một gia đình đại đoàn kết, một đảng dân chủ thống nhất, không chỉ là hy vọng lớn nhất của chúng ta mà sẽ là cơn ác mộng cho ông Donald Trump. Tổng thống Trump sẽ không dự dạ tiệc truyền thống của Hiệp hội các phóng viên Tòa Bạch Ốc. Tổng thống Donald Trump hôm 25 tháng 2 thông báo sẽ không tham gia buổi dạ tiệc của Hiệp hội các phóng viên Tòa Bạch Ốc dự kiến diễn ra vào ngày 29 tháng 4 tới. Trang Hill dẫn lời Tổng thống Trump hôm 25 tháng 2 đăng trên tài khoản Twitter với nội dung như sau. Tôi sẽ không dự tiệc tối Hiệp hội Báo chí năm nay. Chúc mọi người mạnh khỏe và có một buổi tối tuyệt vời. Đây là sự kiện thường niên thu hút nhiều phóng viên, ngôi sao, chính trị gia và các cựu tổng thống đều đến tham dự. Ông Trump đưa ra quyết định trên chỉ một ngày sau khi Tòa Bạch Ốc ngăn một số phóng viên đại diện các báo và đài truyền hình tên tuổi vào dự buổi họp do phát ngôn viên Tòa Bạch Ốc Sean Spicer chủ trì. Ngày 25 tháng 2, các phóng viên của các đài, BBC, CNN, các báo The New York Times, The Guardian, The Los Angeles Times, các trang tin BuzzFeed, Politico không được vào dự họp báo do ông Spicer chủ trì. Và giờ trước họp báo, Tổng thống Mỹ tiếp tục chỉ trích mạnh mẽ giới báo chí. Ông nhắm vào những gì được cho là tin giả trên các phương tiện truyền thông, thường hay viết dưới dạng dẫn lời từ các nguồn giấu tên không đáng tin cậy. Ông nhận định họ là kẻ thù của nhân dân, các cựu tổng thống Hoa Kỳ từ năm 1924 đều tham dự dạ tiệc của Hiệp hội báo chí ít nhất một lần và thông thường các vị tổng thống tiền nhiệm cũng sẽ có bài phát biểu nhẹ nhàng. Cựu tổng thống Mỹ Barack Obama từng tham dự buổi tiệc này đến 8 lần. Ông Trump cũng từng hiện diện tại sự kiện trước khi lên làm tổng thống. Hiệp hội các phóng viên tòa Bạch ốc cho biết, buổi tiệc tối vẫn diễn ra bình thường bất chấp sự vắng mặt của ông Trump. Và sau đây là phần tin thế giới. Phi trường Kuala Lumpur an toàn sau vụ tấn công bằng chất độc VX Phi trường quốc tế Kuala Lumpur sáng ngày Chủ nhật 26 tháng 2 được tuyên bố an toàn sau cuộc kiểm tra chất độc liên quan đến vụ ám sát người Anh cùng cha khác mẹ với lãnh tụ Cộng sản Bắc Hàn bằng chất kịch độc VX. AFP dẫn lời Cảnh sát trưởng vùng Selangor Abdul Samamat cho biết Chúng tôi xác nhận không có chất độc. Phi trường quốc tế Kuala Lumpur 2 không có bất cứ dạng thức của chất độc nào và được tuyên bố là vùng an toàn. Tin cũng cho biết lực lượng phòng vệ dân sự mặc đồ bảo hộ phòng độc lúc 1 giờ 30 giờ địa phương ngày Chủ nhật đã kiểm tra phi trường. Giới chức Nam Hàn và Phó Chủ tịch Malaysia nói rằng nạn nhân chính là Kim Jong Nam, anh cùng cha khác mẹ với lãnh đạo Bắc Hàn Kim Jong Un. Tuy nhiên, Triều Tiên cho tới nay chỉ xác nhận nạn nhân là Kim Choi, đại sứ Bắc Hàn tại Kuala Lumpur từng bác bỏ tuyên bố của Malaysia. Lo ngại sự khó đoán của ông Trump Trung Quốc cũng có khả năng hải quân. Trong một bài phân tích đăng hôm 26 tháng 2 có tựa đề Lo ngại sự khó đoán của ông Trump, Trung Quốc cũng có khả năng hải quân, hãng tin Reuters viết rằng Giờ đây, với việc Tổng thống Donald Trump cam kết việc cấp tập sản xuất tàu thuyền và gây lo ngại cho Bắc Kinh với cách tiếp cận khó đoán định về các vấn đề nóng như Đài Loan và Biển Đông cũng như Biển Hoa Đông, Trung Quốc đang đẩy mạnh rút ngắn khoảng cách với hải quân Mỹ. Reuters cho biết, Trung Quốc đang gia tăng nguồn tiền dành cho việc nâng cấp sức mạnh hải quân trong bối cảnh nước Mỹ dưới thời Tổng thống Donald Trump có thể tiến hành một cuộc xung đột với Bắc Kinh bất cứ lúc nào. Bắc Kinh cũng không hề giấu mong muốn vươn ra biển rộng, nhằm thách thức sức mạnh của Mỹ trong khu vực châu Á cũng như trên toàn cầu. Theo giới chuyên gia, đây là cơ hội trong khủng hoảng. Trung Quốc sợ ông Trump sẽ chống lại họ và họ không thể đoán trước khi nào chuyện gì sẽ xảy ra, nên họ phải sẵn sàng cho tình huống này. Một nhà ngoại giao châu Á đang làm việc tại Bắc Kinh nhận xét về sự tăng trưởng của hải quân Trung Quốc thời gian gần đây như sau. Trung Quốc không đưa ra con số chính thức về số tiền họ đầu tư cho hải quân, nhưng tổng số tiền dành cho quân sự của họ trong năm 2016 là 139 tỷ USD. Và theo nhà ngoại giao giấu tên nói với Reuters thì ông cho rằng con số này đã bị giảm bớt rất nhiều. Dự kiến trong tháng 3 tới, Quốc hội Trung Quốc sẽ công bố ngân sách quốc phòng hàng năm một con số đang được các nước láng giềng và Washington theo dõi chặt. Năm ngoái, Trung Quốc đã bất ngờ công bố chỉ tiêu tăng cho quốc phòng là 7,6%. Đây là mức tăng ngân sách quốc phòng thấp nhất từ năm 2010 sau một thập niên nước này tăng chi cho quốc phòng không ít hơn hai con số. Iran tập trận hải quân giữa lúc căng thẳng với Mỹ dâng cao Iran ngày 26 tháng 2 đã bắt đầu cuộc tập trận hải quân tại vùng Vịnh Ba Tư và Ấn Độ Dương Giữa lúc căng thẳng với Mỹ leo thang, sau khi tổng thống Donald Trump tuyên bố đặt nước Cộng hòa Hồi giáo vào diện lưu ý. Theo Reuters, kể từ khi nhậm chức vào tháng trước, tổng thống Mỹ đã cam kết thực hiện chính sách cứng rắn với Iran, cảnh cáo quốc gia này sau vụ thử tên lửa đạn đạo hôm 29 tháng 1 rằng, Tehran đang đùa với lửa và mọi lựa chọn của Washington đang có sẵn trên bàn. Chuẩn đô đốc Habibola Seyari cho hay Cuộc tập trận thường niên của Iran kéo dài 2 ngày sẽ diễn ra tại eo biển Hormuz, vịnh Oman, eo biển Bab El Mandab và các khu vực phía bắc của Ấn Độ Dương nhằm rèn luyện các kỹ năng chống khủng bố và cướp biển. Đài Press TV dẫn ông Seyyari nói, mục đích của cuộc tập trận là tăng cường khả năng phòng thủ cũng như gửi thông điệp hòa bình và hữu nghị đến các nước trong khu vực. Bab El Mandab và Hormuz, các tuyến đường biển nằm dọc bờ biển của Yemen và Iran là nơi hàng triệu thùng dầu được vận chuyển hàng ngày đến châu Âu, châu Á và Mỹ. Hãng thông tấn IRNA đưa tin, các tàu hải quân, tàu ngầm và trực thăng sẽ tham gia cuộc tập trận có tên gọi Velayat 95 tại khu vực rộng khoảng 2 triệu km vuông và lính thủy đánh bộ sẽ phô diễn các tỉ, kỹ năng dọc bờ biển Đông Nam Iran. Hạm đội 5 của Hải quân Mỹ hiện đồn trú tại khu vực này và bảo vệ các tuyến đường biển tại vùng Vịnh và vùng biển lân cận. Tháng trước, một tàu khu trục của Mỹ đã bắn cảnh cáo vào bốn tàu tấn công nhanh của Iran gần eo biển Hormuz. Các tàu này của lực lượng vệ binh cách mạng Iran và sẽ không tham gia vào cuộc tập trận Velayat 95. Đầu tháng này, Tổng thống Trump tuyên bố Iran đã chính thức bị đặt vào diện lưu ý sau một vụ thử tên lửa đạn đạo và sau đó áp đặt các biện pháp trừng phạt mới nhằm vào nước Cộng hòa Hồi giáo này. Úc và Indonesia tuyên bố nối lại toàn bộ việc hợp tác quân sự giữa hai quốc gia. Thủ tướng Australia Turnbull tuyên bố, chính phủ Australia và Indonesia nối lại quan hệ quân sự giữa hai nước bên lề chuyến thăm của Tổng thống Indonesia. Tổng thống Widodo và tôi đã đồng ý khôi phục hoàn toàn hợp tác quốc phòng, bao gồm các hoạt động trao đổi đào tạo. Ông Turnbull phát biểu tại cuộc họp báo ở Sydney. Chuyến thăm của Tổng thống Guido đến Australia diễn ra sau khi nổ ra một số tranh cãi xung quanh nội dung tài liệu đào tạo tại căn cứ Australia được cho là không phù hợp. Sự kiện này đã gây ra một số tranh cãi ngoại giao và dẫn đến việc ngừng hợp tác quân sự giữa hai nước, buộc chỉ huy quân đội của Australia phải đưa ra lời xin lỗi. Trước thềm chuyến thăm, Tổng thống Guido cũng tuyên bố sẵn sàng thực hiện các cuộc tuần tra chung với Australia tại Biển Đông với điều kiện không gia tăng căng thẳng trong khu vực chuyến thăm của tổng thống quy đô đến australia tập trung vào các lĩnh vực an ninh và kinh tế trong đó có việc hoàn tất một thỏa thuận thương mại tự do vào cuối năm nay hiện thương mại hai chiều giữa australia và indonesia đã lên tới 15,3 tỷ usd trong năm 2016 kính thưa quý vị vừa rồi là bản tin quan trọng trong ngày của good morning washington dc hoài liên xin cảm ơn quý vị đã theo dõi Kính thưa quý vị, chương trình đến đây xin tạm ngưng. Kính mời quý vị trở lại với phần 2 sau phần thông báo và quảng cáo. Thông cáo Sư đoàn 18 Bộ Binh trân trọng kính mời quý niên huynh trưởng, quý chiến hữu, thân hữu và gia đình Sư đoàn 18 Bộ Binh đến tham dự lễ kỷ niệm 50 năm ngày thành lập Sư đoàn 18 Bộ Binh tại nhà hàng Grand Fortune Seafood 4100 Monterey, San Jose, California 95111 vào ngày Chủ nhật 5 tháng 3 2017 từ 5 giờ chiều đến 11 giờ tối. Xin liên lạc Nguyễn Hữu Nhân 408-224-4800, Đặng Văn Phúc 714-679-1595, Sư đồng 18 Bộ Binh trân trọng kính mời. Tuần này Telechon tiếp tục mở tung warehouse sale đại hạ giá đến 80% off. Hộp thủy tinh 5 cái 2 đồng nồi kho tổ 3 đồng bếp điện nồi gas máy xay tiêu 8 đồng, Xem mua dược thảo Hàn Quốc 3 chai 16 đồng, bộ lau nhà 20 đồng nồi cơm điện 10 cấp Tiger 58 đồng. Sofa yeah, Gen 100% made in Italy 35% off tặng Sony 55 inch, nệm Grand Bed Tempur 163 đồng mỗi tháng trả có 4 năm không tiền lời. Ghế massage Inada làm tại Nhật tốt nhất thế giới chỉ có tại Telechon tặng quà 600 đồng. Niệm lông cừu bầm ngựa Magniflex Niệm cứng Amante 100% Italy 20 năm warranty Tốt hơn niệm kim đan sale 35% up tặng bồi dường Sony 55 inch Smart TV 448 đồng Sony SPR 4K 65 inch 1198 đồng karaoke, lobo, microphone shoot, hạ giá tối đa, kênh nghĩa cao cấp Omi, Victoria, luxury spa chair, mua 10 tặng 1 trả góp không tiền lời. Warehouse sale đại hạ giá đến 80% ốc, hãy nhanh chân lên. Peloton, Watson DC, Aiden Center, 703-237-8999.